Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này chúng ta sẽ bắt đầu thao tác một số thao tác cơ bản đối với phần mềm Redshift các bạn. Rồi thì đầu tiên cái file bài tập này tôi đã tải bên phía dưới cái video, bạn hãy tải về để cho thực hành. Thì đây là mô phỏng một cái bàn đánh pizza thôi bạn. Đây là những trái banh pizza nè. Rồi như thế này. Thì bạn cứ hình dung là chúng ta làm thao tác tương tự như các đối tượng của bên Sima4D thôi, nó không khác gì hết. Chúng ta có thể là thêm cái phần ánh sáng, camera, chất liệu hay là offset gì đó, nó tương tự rồi bạn, tương tự bên Sima4D thôi. Giờ cái file này tôi đang có một cái này là cái bàn nè, còn này là những chiếc banh chúng ta. Thấy chưa? Có tổng cộng như là 14 chiếc banh á trên bàn pizza ta. Rồi. Thì trước tiên thì ta cần thêm thêm một cái camera đấy bạn. Thì camera bạn hãy là thêm camera trong Sima4D cũng được, bạn click vô đây, hoặc là bạn có thể là thêm cái phần camera của Sima4D ha. Thì đây có nhiều cái chế độ camera lắm, nhưng mà đây là camera mắt cá mà dạng mà nó tỏa tròn các bạn. Các bạn mà hay làm hiệu ứng quay phim đám cưới chụp hình đó, thì đây là hiệu ứng mắt cá. Còn bình thường chúng ta cứ sử dụng cái tiêu chuẩn đó, camera standard. Rồi thì camera thì như camera bên Sima4D nó có để nó thêm một cái thẻ. Cái thẻ này để nó thêm một số cái chức năng để chúng ta chỉnh sửa thôi chứ không gì bạn. Thật ra nó cũng tương tự như cái bên Sima4D thôi, nhưng mà nó cái cách giao diện hiển thị hay khác thôi chứ không có gì bạn, tương tự thôi. Về phần camera này thì chúng ta sẽ có một cái video riêng nói về phần camera này. Hiện tại thì ta cứ làm hết tất cả những thao tác đối với cái bài tập này đi. Để chúng ta biết cái cách mà làm cơ bản toàn diện như thế nào đối với khi chúng ta xài trên Redshift. Rồi thì thêm camera thì cái góc nhìn chúng ta sẽ là, nếu bạn bật camera lên thì cái góc nhìn chúng ta sẽ là cái góc nhìn của camera. Thấy chưa? Thì bạn có thể là bỏ cái camera, bỏ kích hoạt camera, bạn sẽ thấy là camera chúng ta đây nè. Thấy chưa? Ở đây nhìn ở đây. Đó. Giả sử giờ tôi muốn quay về góc tọa độ thì tôi chọn camera, tôi cho nó render nhanh, thì bạn click vô cái nút này. Rồi trước tôi hướng dẫn những cái công cụ này rồi. Click vô đây cho nó render nhanh. Tôi cho camera về góc tọa độ của tôi đi. Thì tôi click vô đây. Tôi nhấp số 0 và tôi nhấn Ctrl Enter, nó sẽ không hết. Rồi. Hoặc là bạn chọn cái đối tượng này, bạn nhấn cái chữ BSR trên đây nè. Cái thao tác đó thì ta làm thêm một cái công cụ thôi. Không. Rồi camera hiện tại của chúng ta là đang ở vị trí tọa độ là không hết. Gốc xây đều bằng không hết bạn. Thấy chưa? Đó. Đây. Nhưng mà hiện tại nó đang quay ra phía ngoài, tôi muốn nó quay lại nhìn vô trong cái hướng nó bị ngược rồi nè, bạn thấy hướng ngược không? Thì tôi muốn cho nó đi tới một chút. Đi tới đâu khoảng chừng 100 đi. Rồi. Ý. Hồi như là nó hơi quá đó. Lộn cái này. Rồi sao nữa? Sau đó chúng ta cho nó quay lại, cái này đang ở 90cm. Ta cho nó quay lại các bạn, quay ngược lại. Quay lại ha, thì quay 180 độ lại, quay theo phương nào cũng được. Quay theo phương ngang nè, thì bạn cho nó quay 180 độ. Rồi nó đang hướng về những hồng bi đó. Rồi ta cho nó lên trên tí. Lên trên tí. Rồi. Lên trên khoảng chừng này đi. Rồi cho nó hướng. Bạn cho nó hướng xô những cái viên bi này. Rồi, các bạn muốn biết chính xác như thế nào thì các bạn có thể là click và bật camera lên để bạn nhìn xuống, thấy chưa? Nó đang nhìn xuống camera đó, nhìn xuống những cái viên bi chúng ta. Các bạn có thể chỉnh cho cái này nó, chúng ta có thể dùng chức năng là target các bạn, nghĩa là lúc nào nó cũng hướng vô cái những cái hồng bi này. Giả sử tôi làm gì nè. Tôi lấy cái thẻ target các bạn. Đây tôi tìm thử ha. Thẻ target là nó sẽ hướng mục tiêu vô lúc nào cũng hướng vô cái viên bi, tôi lôi nguyên cái đám bi này vào đây. Target offset đây. Đó. Thì mặc dù ta di chuyển như thế nào thì cái camera chúng ta cũng hướng vô những viên bi này. Đó. Giả sử giờ ta cho camera đi lên phía trên tí. Phía trên là theo trục y đúng không? Ta tăng này lên. Thấy chưa? Dù bạn di chuyển bất cứ vị trí nào thì cái camera chúng ta cũng hướng vô những cái viên bi này. Tại chúng ta đã gắn cái thẻ target đây rồi, thẻ mục tiêu. Rồi, giả sử như tôi muốn cho nó phóng to lên tí. Thấy chưa, tôi muốn nó gần lên tí nữa. Như thế này.
Rồi đại khái là như vậy. Đại khái là như vậy. Rồi, trường hợp mà như vậy là ok rồi, nhưng mà tôi muốn cái viên bi nó xích xuống dây một tí thì tôi có thể là bỏ cái target này đi. Rồi tôi bỏ target đi để tôi xích cái này hơn tên tí. Rồi bây giờ tôi cảm thấy như cái gốc như thế này là ok nè. Gốc gì là ok hả bạn? Thì tôi sẽ khóa luôn cái gốc này đối với camera này. Thì khóa luôn cái camera này bằng cách là mà click phải vô camera, nó sẽ có chức năng là rotation đây. Rotation các bạn, cái thẻ này nè, nó dùng để khóa vị trí, tỷ lệ và góc xoay. Nghĩa là camera này sau khi bạn thêm cái thẻ này thì bạn không thể nào mà, nè tôi thử di chuyển nè, không thể nào làm bất cứ được thao tác gì nữa. Nó đã khóa lại rồi. Lock. Bạn muốn mở lên thì bạn nhấn chữ non. Lưu ý ha. Rồi. Thì bây giờ cái chúng ta có camera rồi thì bây giờ tới gì nữa? Ánh sáng. Ánh sáng trước đi, chất liệu chúng ta thêm sau cùng. Vì ánh sáng thì bạn có thể thêm tất cả những cái ánh sáng trong Cinema 4D, cái nào cũng được. Cái kia nó tương tự như cái này thôi. Bạn lưu ý nè. Trong Cinema 4D thì chúng ta cũng có cái ánh sáng theo dạng bóng đèn neon. Dạng ánh sáng tiêu dùng, dạng ánh sáng theo dạng như đèn pin spotlight này sân khấu rồi đó. Ánh sáng vô cực infinity light, ánh sáng mặt trời. Thấy chưa? Thì trong Redshift này nó có phần ánh sáng nó tương tự thôi, hoàn toàn tương tự. Ánh sáng theo dạng điểm là cái đèn neon, đèn bóng đèn xì đốt đó bạn, đèn tròn nè. Spotlight y chang chữ tiếng Anh nãy luôn. Bóng đèn dạng hướng theo một hướng, đèn pin nữa. Relay là ánh sáng theo dùng. Infinity light là ánh sáng vô cực nãy giống như nãy nè. Rồi cái này nó có thêm một cái phần gọi là dome light. Cái này ta thường hay sử dụng này lắm. Này nó tương tự giống như là ánh sáng môi trường như bạn, giống như là một cái máy vòm á bạn, cái máy vòm mà bạn máy vòm giống như mà bạn vô cái nhà nó có cái máy vòm ở trên đầu người ta vậy ha, thì ánh sáng như dạng máy vòm vậy đó. Đó. Rồi. Thì đây là tất cả những ánh sáng, thì bạn chọn cái nào cũng được. Tôi ví dụ là tôi thêm ánh sáng relay đi, cái này tôi thường hay sử dụng nhất, ánh sáng thường dùng. Rồi. Tôi sẽ tắt cái phần nhìn theo camera đi. Thì bạn sẽ thấy tại sao tối hù vậy. Chúng ta sẽ coi click vô cái ray này. Chúng ta sẽ cái ánh sáng nó hiện tại nó đang là một hướng, nó theo cái dạng cái hình chữ nhật. Rồi nhấn di chuyển nó lên. Bạn thấy chưa? Đây tôi cho bạn xem. Bên đây cho cái vùng nhìn nhỏ quá ta. Ta sẽ tăng cái gì lên. Đã mục tiêu rồi, cái vùng tôi tắt cái này đi. Đây là bật lên cái boost effect rồi bạn. Tắt này đi. Rồi. Rồi bạn thấy là ánh sáng chúng ta hiện đang là cái dạng hình sao bên đây nhẹ quá ha. Bạn nhìn thấy bên đây nhẹ không? Ánh sáng nó bị nhẹ quá. Nó bị noise các bạn. Chút tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khử noise. Bạn thấy không? Ánh sáng chúng ta nè. Ánh sáng chúng ta chính là cái hình chữ nhật này nè bạn. Hình chữ nhật màu trắng nè. Đó. Thấy chưa? Và nó đang là chữ nhật màu trắng đây. Đó. Và cái hướng của nó thì bạn lưu ý nó đang hướng theo cái trục màu xanh này, theo trục Z. Nó đang hướng theo trục Z lúc nào cũng vậy. Tôi sẽ xoay nó ngắn phím R. Tôi xoay một góc 90 độ, giữ phím Shift. Rồi, để cho ánh sáng hướng từ trên hướng xuống. Bạn muốn biết nhìn cái hướng nó theo trục Z, hoặc là bạn để ý nhìn kỹ những cái cạnh đó nè bạn. Ha. Những cái cạnh đó nè, những cái cạnh này đang hướng xuống nè, thấy chưa? Đang hướng xuống, nghĩa là hướng theo trục Z. Nhìn lưu ý ha, bốn cạnh nó đang hướng xuống nè. Hoặc là bạn nhìn theo cái trục sách cũng được, nó đang hướng xuống. Rồi, tôi kéo cho gần xuống cái mặt bàn tí cho nó sáng cái bàn đánh bia của tôi. Bạn thấy chưa? Rất là sáng. Thì trong cái tùy chỉnh cái relay này hoàn toàn tương tự bên Cinema 4D các bạn. Tương tự như cái này. Tương tự luôn, không có gì khác hết. Thì chúng ta có thể tùy chỉnh được cái kích thước size của nó nè. Hoặc là bạn click vô đây, bạn hiện cái phần thuộc tính nó lên. Cái thuộc tính ha, click vô đây nè, thì nó có thuộc tính tương tự thôi bạn. Thì nó cũng có cái general nè. Đây general là tất cả những cái chung của chúng ta. Click vô đây. Thì ở đây chúng ta có thể chuyển sang các loại ánh sáng khác như là điểm point nè. Thấy chưa? Ánh sáng dạng điểm. Dạng array, dạng spotlight. Spotlight bạn thấy chưa? Nó chỉ là một cái đốm sáng thôi. Đó. Rồi dạng Infinity, dạng dome,
tâm là ánh sáng môi trường nó sáng luôn xung quanh nè. Chúng ta sẽ quay lại cái array của chúng ta. Rồi, array ánh sáng thì bạn sẽ thấy bên tay trái thì nó sáng chân, ở bên tay phải tại sao đây nó tối hồ vậy? Nó tối hồ thì chúng ta phải tùy chỉnh lại cái camera chúng ta, do cái camera này chúng ta chưa chỉnh cái phần ISO. ISO là trong cái phần detail offset. Cái chỉnh camera này nó tương tự như chúng ta chỉnh bên, bạn có thể chỉnh trong cái camera này cũng được, hoặc là các bạn có thể là chỉnh, nếu bạn chỉnh trong nhấp vô đối tượng mà chỉnh trong đây thì chúng ta đang chỉnh trong Cinema 4D, hoặc là chúng ta thấy lít vô đây, lít vô đây nè bạn, để chúng ta tùy chỉnh cái thẻ tech về camera của bên Redshift ha. Thì trong đây thì bạn có thể chỉnh hai cái, bạn chỉnh cái nào cũng được, nhưng mà sẽ có một cái chồng lên, thì cái chồng đó chính là cái Redshift, nghĩa là cái giống như bạn tương tự như laser vậy ha. Cái camera nè, những cái thuộc tính này chúng ta chỉnh là bên dưới, còn cái lớp chỉnh cái thẻ tét này nè là lớp trên nó chồng lên. Thì tôi sẽ chỉ cho bạn exposure nè, nếu bạn lít vô đây hiện tại là nó chưa có đánh dấu check, như tôi nói đó, override nghĩa là chỉnh nó chồng lên. Thì tôi lít vô đây, thì khi tôi lít vô đây thì những cái tham số bên dưới tôi chỉnh thì nó sẽ chồng lên cái chức năng camera của Cinema 4D lưới nha, sử dụng thẻ tét nè. Bạn chỉnh trong đây cũng được, cái sử như bạn chỉnh trong trong cái đối tượng offset này ha của Cinema 4D nè, bạn chỉnh muốn cho nó sáng lên đúng không, muốn cho nó sáng lên thì bạn có thể chỉnh cái phần là đâu tiêu rồi, nó sẽ có cái physical hay là cái phần khẩu độ aperture nè, bạn chỉnh đây nè, nó hiện tại nó đang không có chọn, bạn chỉnh đó tăng lên ISO thì tăng lên thì nó sáng lên. Hoặc là bây giờ tôi làm cách khác ha, tôi muốn thực hiện chức năng ghi đè thì tôi click vào đây, tôi ghi đè enable kích hoạt thì tôi tăng cái phần ISO lên, bạn thấy chưa? Nó có nghĩa là nguyên tắc trong cái Redshift này, tôi nói lần cuối ha, có nghĩa là tất cả những thao tác chúng ta làm hoàn toàn tương tự như bên Cinema 4D hay là offset của bên camera thì chúng ta phải chỉnh được nè, exposure nè, nhưng mà cái phần mềm Redshift đó, nó tạo chúng ta thêm những cái thẻ dùng riêng cho load in của nó, nên nó sẽ có chức năng gọi là override, nghĩa là ghi đè lên cái dữ liệu của bên Cinema 4D. Mặc định thì nó không có bật đâu bạn, thấy chưa, nó chỉ giữ dùng cái số dữ liệu của bên Cinema 4D thôi, nhưng mà khi ta lít đây ta bật lên, lít enable lên để bật lên thì nó cũng có những cái nút, những cái thuộc tính tương tự vậy, có thể là cái giao diện nó hiển thị khác một tí, nhưng mà cái chữ tiếng Anh hay là cái công dụng nó tương tự các bạn, tương tự. Thì tôi tăng cái nãy là cái ISO này, tôi Ctrl Z rồi nè, nãy cái ISO này như tôi quên rồi ấy, đúng rồi, thì tôi tăng này lên thì nó sẽ sáng lên, bạn thấy chưa, sẽ sáng lên. Rồi thì sau khi xong được cái chuyện sáng lên rồi đó, thì bạn lưu ý còn cái gì nè, về cái phần mà noi á, bạn thấy trên ảnh chúng ta sẽ có những cái chấm chấm nè, dùng tối cũng như dùng sáng, nó như vậy người ta gọi là bị noi. Bị noi thì xử lý cái trường hợp noi sao á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái noi các bạn, noi do vật liệu, noi là những cái hạt chấm chấm này ha, mà tôi dùng từ, người ta thường hay chữ nói chữ noi nên tôi nói luôn, noi do cái vật liệu, nghĩa là cái độ phân giải ảnh nó quá thấp, noi do cái phần ánh sáng mà ánh sáng sáng trắng hay là ánh sáng dùng tối, dùng shadow, noi do cái phần GI là hiện tượng ánh sáng gián tiếp, noi do cái phần phản chiếu. Thì các tất cả những cái phần noi đó chúng ta có thể là chỉnh trong cái gọi là sample, là phương pháp lấy mẫu, nghĩa là nếu nó lấy mẫu thấp quá thì nó sẽ bị noi. Lưới các bạn ha, thì nếu như các bạn là học nhiều cái phần mềm rồi á, nhiều cái phần mềm render như V-Ray hay là Cora, hay là nếu bạn mà làm bên phần 3ds Max mà nội ngoại thất gì đó, thì các bạn cũng biết về những cái phần noi rồi. Thì chúng ta chỉnh muốn cho nó hết noi thì chúng ta sẽ sử dụng tăng cái sample lấy mẫu lên. Nhưng mà những cái trường hợp chúng ta không thể nào tăng quá gì, do chúng ta bị giới hạn về cái thiết bị phần cứng máy tính chúng ta, nên chúng ta sẽ có chức năng gọi là khử noi. Tôi lấy ví dụ cho các bạn, giả sử như giờ tôi qua bên cái Redshift đây, rồi quên Redshift nha, thì các bạn sẽ thấy là, bạn sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có cái lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có cái phần gọi là sample, là phương pháp lấy mẫu, tương ứng với những cái yếu tố mà tôi vừa nói các bạn, là độ phản chiếu, ánh sáng, thể tích ánh sáng hay là những cái gì đó, thì nó đều có cái phương pháp lấy mẫu, gọi tắt là chỉ gọi là sample.
thì chúng ta sẽ tăng cái sambo lên thì nó sẽ không có bị nhà, xin lỗi, không có bị noi. Thì bản thân mỗi cái thuộc tính nó đều có cái phần tùy chỉnh cái sambo đó các bạn, tùy chỉnh cái sambo đó. Nhưng mà trong phần mềm này thì nó có một cái gọi là override, có nghĩa là chức năng đầu tiên rồi, chức năng là ghi đè. Override là ghi đè, có nghĩa là giả sử như trước đây chúng ta có một chục cái đèn thì chúng ta có thể chỉnh tay từng cái đèn cái sambo, nhưng mà chúng ta có thể là chỉnh chung hết tất cả một chục cái đèn đó, chỉnh gọi là cái chỉnh chung hết tất cả dựa trên trong cái phần mà render setting này bạn. Basic đây thì bạn sẽ vào sampling override. Thì giả sử như đây tôi muốn chỉnh cái phần đèn nha, hiện tại tôi đang sử dụng cái phần đèn hoặc camera, thì tôi sẽ tăng cái phần đây, đèn lên. Thì hiện tại phương pháp lấy mẫu nó có 8 mà tôi sẽ tăng thử lên 128. Chúng ta thường hay lấy là bội số của 8, như là 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, lịch sử gì đó 2048. Chúng ta thường hay lấy những cái gọi là bội số của số 8. Rồi giả sử tôi lấy line nè, tôi tăng cái mà list sample lên 128, hoặc là tôi tăng lên thử, bạn thử thử. Rồi tôi tăng thử, cho tôi render refresh lại. Bạn thấy nó đã bớt noise đó, thấy giờ nó bớt noise hơn đó bạn. Giờ tôi sẽ đầu tiên rồi, tôi sẽ đầu tiên rồi, tôi sẽ bật cái phần mà render theo dùng lên cho bạn xem lại. Giả sử như cái này nãy chỉ có 8 đúng không, đây tôi sẽ bật lên cho bạn xem. Tôi sẽ bật chức năng render theo dùng, rồi render theo dùng cho bạn xem. Ta bật lên là cho nó vừa cái cửa sổ đó, fit with render. Rồi thì tôi sẽ bật chức năng là render theo dùng lên nè. Bạn sẽ thấy là cái rồi tôi để cái dùng này nha, bạn so sánh giùm tôi nha. Rồi khi chúng ta render thì nó chỉ render trong cái dùng này thôi, còn dùng ngoài nó không có render. Để chúng ta so sánh. Rồi hiện tại cái sample chúng ta đang là số 8 nha. Số 8 đây. Tôi sẽ tăng lên là 512. Thì bạn sẽ thấy điều gì? Bạn sẽ thấy là cái vùng rồi chết rồi. Tôi làm refresh lại cái nó xóa luôn ở ngoài đây. Tôi bỏ chức năng này lại đi. Tôi muốn để cho bạn thấy so sánh giữa cái việc mà chúng ta lấy mẫu ít là lấy mẫu nhiều á, nó sẽ nói như đây. Hiện tại nó đang rất là nhè đúng không? Rất là noi. Noi khác, nhè khác ha. Nó đang bị noi như những cái lấm tấm như này. Thì tôi bật lên. Rồi, sau đó tôi sửa lại là số này tôi cho 512. Thì bạn sẽ thấy nè, khi tôi tăng lên tới 1.000 luôn đi, 1.024. Nó thì bạn thấy điều gì? Bạn thấy là trong cái vùng ở trong cái vùng mà render cái vùng mà tôi mới vừa sửa nè, nó đã ít bị noi hơn so với ngoài đó. Thấy chưa? Nhìn cái quả cầu của ta này. Thấy chưa, nó ít bị noi hơn ngoài đó. Rồi. Đó là cái về cái phần mà denoise này là khử noise, tôi sẽ nói một cái video riêng, cái này tôi chỉ nói sơ thôi. Rồi ta đang nói về cái phần ánh sáng nha. Rồi phần ánh sáng thì cơ bản thì như vậy đi, trước mắt thì vậy đi. Rồi. Hoặc là trong cái phần ánh sáng đây, như nãy tôi nói chúng ta có thể tùy chỉnh cái phần ánh sáng của nó. Cái phần ánh sáng của nó thì nó cũng có chức năng lấy mẫu các bạn. Cái nào cũng vậy, nó cũng sẽ có cái phần gọi là sample. Bạn không biết thì bạn sẽ kiếm cái phần ánh sample đó. Đây. Đây ở đây sample nè. Mặc định do nãy bạn biết vì sao nó chỉ noi không? Tại vì cái mặc định của phần mềm cái sample này nó chỉ lấy có 16 thôi. 16 cái mẫu thôi. Mà nãy tôi tăng lên 1000 mấy thì nó sẽ rõ. Thấy chưa? Đây sample này chỉ có 16 thôi. Bạn nào mà học bên 3D Max mà chuyên về mà render nội thất ngoại thất mà để kiến trúc á thì bạn sẽ rất là như vụ này. Cái số 1024 hồi nãy là chúng ta đã ghi đè lên cái số 16 này các bạn. Số 1024 này nó sẽ ghi đè lên cái số này. Nó nên chúng ta sẽ rõ gì. Còn nếu tôi tắt đi thì nó sẽ quay về cái trạng thái hồi nãy, thấy chưa? Rất là mờ. Tôi sẽ tăng cái này lên. Tôi sẽ tăng lên là 1024. Bạn thấy giờ nó cũng ghi rõ lên. Rồi. Lưu ý nha, chúng ta sẽ bật thêm cái này cho nó render cho nhanh.
cho review chúng ta nhanh. Sau khi chúng ta xong được cái phần camera ánh sáng rồi thì chúng ta sẽ tới cái phần vật liệu. Video này chúng ta nói sơ lược qua đây, tổng quát hết toàn bộ những cái yếu tố trong Redshift. Qua những video sau chúng ta sẽ mới là chi tiết cụ thể từng phần. Về phần vật liệu thì bạn sẽ thấy là các bạn có thể là tạo cái vật liệu bên Sima4D. Như ta tạo bên Sima4D nè, Neural Material nè. Thì bên cái này ta lo vô đây thử nha, ta lo vô đây thử. Đó. Thì bên cái phần mềm, bên cái latin Redshift thì nó vẫn hiểu các bạn, nó vẫn hiểu. Bây giờ ta cho nó là màu vàng đi. Thì bạn thấy chưa? Bên cái phần mềm bên cái latin Redshift này nó render thì nó vẫn hiểu cái vật liệu của bên Sima4D. Đó. Thì nếu như các bạn làm bạn làm cách nào cũng được, bạn có thể sử dụng vật liệu bên Sima4D hoặc vật liệu mà được tạo bên cái Redshift vẫn được. Redshift nó rất thông minh, nó có thể nhận được, nhận biết được các bạn. Còn như Octane thì tôi cảm thấy nó không có biết các bạn, chúng ta phải làm từ cái vật liệu bên Octane. Và cả hai phần mềm Octane và Redshift thì chúng ta đều có chức năng là chuyển qua lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giả sử như tôi đây, tôi đang có cái vật liệu là bên bên Sima4D nha. Tôi click vào đây và tôi có cái phần Redshift nè, Material nè, Tool nè. Ở đây nó sẽ có chức năng là Convert. Đây cái vật liệu mà cái viên bi số 1 nè. Ha, viên bi mà thuộc bi da, viên bi số 1 đây. Thì đây nó sẽ, ta chọn cái vật liệu này, sau đó chúng ta sẽ có cái phần là Redshift Tool chuyển. Thì nó sẽ có chức năng là Convert, nghĩa là chúng ta sẽ chuyển vật liệu từ bên Sima4D qua bên Redshift. Thì nó sẽ có bốn nút này nè bạn. Ở trên đây là chúng ta chuyển đối tượng đang chọn, chuyển chuyển và thay thế đối tượng đang chọn. Còn trường hợp cái này là bạn chuyển tất cả, chuyển tất cả chất liệu sang Redshift. Chọn ở dưới đây là sau khi chuyển rồi, chuyển tất cả rồi nó thay thế luôn mà. Chuyển và thay thế tất cả những chất liệu của Sima4D. Lưu ý ha, cái trên là chỉ là một thôi. Còn cái dưới đây có thêm chữ on như là tất cả, lưu ý. Thì sử dụng tôi chọn cái thao tác là chuyển và thay thế tất cả đi. Đó. Như ở trên đây nó chỉ chuyển thôi chứ nó không thay thế, thì chúng ta nên chọn chữ relay dưới đây. Nó hay hơn. Nó chuyển cho đó nó thay thế luôn. Rồi. Khi tôi vừa click thì bạn sẽ thấy là cái chất liệu này nè. Nó không còn là chất liệu của Sima4D nữa mà nó chuyển sang dạng chất liệu của bên Redshift rồi. Và sau khi chuyển xong thì nó tự động nó thay thế cho chúng ta luôn nè. Đó. Thấy chưa? Bạn muốn biết đúng đây là cái chất liệu của bên Redshift thì bạn sẽ click vào đây. Bạn sẽ thấy là nó đặt tên lại nè, Redshift Sub Wrap nè. Thấy chưa, đặt tên lại rồi nè. Bạn nhấp đôi chuột trái vô thì nó sẽ hiện ra cái biểu đồ này. Bên cái chất liệu của bên Sima4D thì không có cái biểu đồ này. Octane thì có, Redshift thì có. Đây gọi là biểu đồ. Sơ đồ vật liệu, chất liệu. Rồi. Thì chỉ như tôi xóa này đi. Tôi xóa đi. Tôi sẽ tạo chất liệu bên Redshift ha, bằng cách thủ công. Bạn click vào đây, bạn chọn cái chữ là Redshift Material đây. Hoặc là bạn hãy click trên đây cũng được. Đây. Rồi. Chất liệu này lưu ý là những cái đối tượng của bên Redshift lúc nào cũng vậy, thường nó sẽ thêm cái chữ RS phía trước. RS viết tắt của chữ Redshift. Đây. Rồi. Giờ tôi sẽ cho cái chất liệu này cho cái viên bi đầu tiên, viên bi số 1 nha. Bạn phải lôi bên đây nè, bạn mà lôi đây là không được. Đây là cái vùng review thôi. Lôi bên đây nè, hoặc là lôi lên trên cái đối tượng này. Rồi. Hiện tại chúng ta có viên bi rất là, cái độ bóng rất là cao. Độ bóng rất là cao. Thì như vậy là ok rồi. Giờ chúng ta sẽ mặc định cái chất liệu của bên Redshift bạn mới vừa tạo thì nó có độ bóng. Thì bạn click vô đây thì bạn sẽ thấy bên đây nó sẽ có cái chỉnh sửa thuộc tính của cái đó, output đầu ra, đặt tên nè, kích hoạt title không gì hết, rồi RS material nè là thuộc tính đây nè, click vô đây nó sổ ra tất cả thuộc tính của cái chất liệu này, lôi lên đây cho bạn thấy. Thì bạn thấy nó ban đầu bạn nào mới thì thấy nó khó khó chứ thật ra nó dễ lắm bạn. Nó có nguyên tắc hết trơn à. Ở đây chúng ta sẽ có những cái tab. Thấy chưa? Những cái tab.
Đây là tab cơ bản về tên của đối tượng ta. Hiện tại nó đang là RS Material nè. Thấy chưa? Thì tôi cũng để lề chữ RS đến phía đầu để cho nó phân biệt với chất liệu của bên Sima4D. Hoặc là nếu chất liệu, bạn sử dụng chất liệu bên Octane á, thì tôi sẽ để chữ O ở đầu. Đó là cái cách mà tôi thường hay đặt tên thôi. Chất liệu này tôi sẽ cho viên bi. RS. Các viên bi này nó giống nhau từ số 1 đến viên bi số 14 nên tôi không cần đặt tên thứ tự nó. Tôi chỉ cần ghi chữ RS của viên bi thôi. Giả sử vậy ha, tôi ghi tiếng Việt ha. Rồi, nó ghi vậy cho bạn dễ hiểu. Hoặc là bạn ghi pawn được. Tiếng Anh đi. Rồi, nó như thế này. Cái enable kích hoạt, cái basic color là cái mà chúng ta sẽ chỉnh sửa nhiều nhất. Nó cơ bản nó sẽ bao gồm 3 chức năng, 3 cái nhóm. Diffuse có nghĩa là màu sắc, nó tương tự như color chúng ta vậy. Reflection là độ phản chiếu. Chúng ta sẽ có một video riêng nói về cái phần chất liệu này các bạn. Còn này chúng ta tìm hiểu tổng quát thôi. Tổng quát, tất cả đều tổng quát thôi. Reflection là phản chiếu, còn cái refraction là khúc xạ. Đây là khúc xạ. Rồi. Cái này multi viết tắt 3 chữ S này, viết tắt của chữ cái gì đó, scatter gì đó tôi quên rồi. Nó là viết tắt của chữ nói chung đại khái là nó sẽ tản sáng. Code này là cái lớp bao phủ. Overborn không có gì, tối ưu quá. Open không có gì. Nâng cao của những cái này thôi. Rồi, quay lại cái phần chính, chúng ta thường ta sử dụng hai cái này, một hai cái này. Trước khi dùng thì bạn lưu ý đây nó sẽ có cái chữ reset custom. Chúng ta được quyền chọn những cái mẫu có sẵn, giả sử như là thủy tinh, nước, nhựa, aluminum, copper là cao su gì vậy, gold vàng, sắt, platinum, bạc là silver, sữa, cà phê sữa, giấy. Này là gì quên rồi. Nói chung nó sẽ có những cái mẫu reset cho chúng ta để chúng ta sử dụng cho nhanh. Còn nếu chúng ta đã biết cách tạo được những cái vật liệu đó rồi á, thì chúng ta không cần chọn những cái này, chúng ta tự làm. Còn chúng ta chưa biết thì chúng ta có nên sử dụng những cái gợi ý của cái phần mềm Reset này. Rồi, về cái độ phản chiếu á, thì chúng ta chọn thử cái reaction là độ phản chiếu nè, nghĩa là độ bóng các bạn, độ phản chiếu, độ bóng đây. Thì các bạn hãy tùy chỉnh cái bạn thấy nó hơi bóng quá thì bạn tăng cái roundness lên, là độ nhám của nó, cho nó bớt bóng lại. Rồi, cái phần còn cái phần mà quên nãy nó quên nói các bạn nữa, các bạn sẽ thấy cái phần màu tối này nó cũng có bị noise nè bạn. Thì cái phần tối đó thì chúng ta sẽ tùy chỉnh bên cái phần sample mẫu lấy tối, có nghĩa là cái đèn chúng ta sẽ có hai phần, nó sẽ chiếu ra cái phần sáng và phần tối. Phần sáng, phần tối ta gọi là phần bóng đổ. Thì cái phần sáng thì chúng ta sẽ cũng có cái phần sample lấy mẫu, và cái phần tối tôi cũng có cái phần sample lấy mẫu. Hiện tại cái phần tối nó đang bị noise nè bạn, nên chúng ta tôi chọn lại ha. Tôi nhìn thấy tôi quên, tôi chọn lại cái đèn này. Tôi sẽ vào trong cái phần shadow. Ở đây nó có shadow đây, có shadow đây. Thì thường shadow tôi sẽ lấy cái phần tăng cái phần sample lên bạn. Sau đây nó không cho. Phần shadow transparency, đây là cái phần trong suốt, nếu tôi kéo lên gì thì nó sẽ không có cái bóng hoàn toàn trong suốt các bạn thấy chưa? Không có bóng luôn. Ta giảm lại. Ta có thể chỉnh trong cái cái phần noise màu tối này ta để sao đi bạn? Ta nói sao đi. Giờ video này cũng tương đối dài rồi. Ta tập trung làm cái phần vật liệu cho những cái viên bia này nữa là xong đi. Thì quay lại cái phần mà vật liệu nè. Vào vật liệu nè, thì chúng ta hãy tùy chỉnh được mặc định nó đã có độ bóng như rồi. Thì chúng ta không cần tùy chỉnh gì hết. Qua video sau ta sẽ nói về vật liệu sau. Thì sau khi thêm được cái vật liệu gì rồi á, thì bạn như tôi đã nói á, bên những cái load-in mà Octane hay là Redshift gì á, thì chúng ta sẽ có thêm cái phần hay của nó. Cái phần mạnh mẽ của nó là nó sẽ có cái phần quản lý theo node. Đây nè, bạn nhấp đôi chuột trái vào đây, vô cái chất liệu á, chất liệu Redshift chúng ta, thì nó sẽ hiện lên cái gọi là cái shader. Phần mềm này nó gọi là shader wrap, là cái đồ thị về cái các node như thế này. Nó như thế này.
thì nó tương tự như bên Simafodi, chúng ta có cái gọi là thẻ tech gọi là Espresso bạn, nó tương tự vậy thôi. Như là bạn đây nè, đây Espresso, thấy chưa? Thì nó, tôi nói tương tự thôi ha, chứ thật ra nó cũng không có giống nhưng mà tương tự vậy thôi. Chúng ta sẽ quản lý những cái theo dạng node như thế này. Thì những cái node đó thì nó sẽ phân loại theo màu, bạn thấy chưa? Đây màu chất liệu là màu đỏ, tester là màu vàng, những cái ánh sáng nè, thấy chưa? Nó phân loại theo màu. Hiện tại đây là cái output, là cái đầu ra chúng ta, còn đây là cái phần cái chất liệu của cái quả cầu này, quả cầu này. Rồi thì giả sử như tôi muốn thêm cái phần kết cấu, tốn thêm cái hình dạng cái của viên bi này, tôi đã làm bên ngoài rồi, bạn thể làm bên phần mềm Photoshop hoặc là Illustrator đó, thì tôi sẽ chèn nó vào đây. Thì bạn có thể là tạo thêm node bằng cách là bạn bằng cách là gì nào, bạn mở cái này lên đấy, sau đó bạn vào trong cái phần dịch fill nè, trong đây nó sẽ có cái phần mà cái phần chèn hình ảnh vào đây. Tôi mất tiêu rồi. Bạn có thể chèn cái hình ảnh hay là kết cấu vào trong đây. Bạn nhấp đôi chuột lên, mở lên là cái phần node đi. Rồi, thì trong đây tôi thường hay làm là tôi tester nè bạn. Tôi sẽ chèn đây một cái node có tên là tester đây, để tôi chèn hình vào đây. Thấy chưa? Rồi, thì tôi sẽ tạo ra liên kết cho hai cái này bằng cách là tôi lít vô cái giấm tròn đây. Tôi di chuyển đến cái node màu xanh dương nè bạn. Thấy chưa? Thì cái sợi dây liên kết tôi sẽ chuyển từ màu vàng sang màu xanh lá cây. Sau đó tôi sẽ chọn cho nó, đây là cái phần diffuse color, nó sẽ phân loại nhiều cái bạn, theo dạng diffuse rounded là độ nhám, theo cái tỷ trọng, theo màu sắc này, tôi đang chọn về màu sắc nha, diffuse color. Rồi bạn thấy chưa? Rồi trong cái phần về màu sắc này thì tôi chưa có chèn bất kỳ một cái bức hình nào vô đây nên nó sẽ là màu đen thui lùi, đen thui lùi. Giờ tôi sẽ chèn hình vô đây nha. Thì tôi sẽ lít vào cái chữ bát đây. Bạn có thể lít đây nè, tới cái đường dẫn cái bức hình, hoặc là bạn lôi bức hình vào đây, cách nào cũng được. Giả sử tôi lôi bức hình vào đây cho bạn dễ thấy. Đây, tôi có cái vẽ hình những cái viên bi như thế này nè bạn. Thấy chưa? Thì đơn giản thôi, bạn làm trong Photoshop hoặc Corel hoặc là Illustrator nào cũng được. Dễ hình vuông rồi vòng tròn, ở giữa là đánh số tự theo cái viên từ số 1 tới 14 theo viên bi chúng ta, bi da chúng ta. Rồi tôi lôi cái chất liệu này vào trong cái đường bát đây, hoặc là bạn lít vô cái dấu ba chấm này cũng được. Rồi bạn thấy chưa, tôi vừa làm thì tự động ở đây nó sẽ thêm cái vật liệu của chúng ta, hình viên bi. Thì bạn thấy hiện tại nó hơi sáng, thì có hai cách. Một là bạn giảm cái độ sáng của bên cái ánh đèn, cái nguồn sáng ra. Hai là bạn giảm cái phần ISO trong cái camera. Thì có thể là do nãy cái ISO bên camera tôi chỉnh cao quá này nè, exposure đây, ISO nãy tôi chỉnh hơi cao quá, tôi giảm xuống chút, giảm xuống một tí thôi. Rồi bạn thấy chưa, tương tự gì bạn làm hết cho tất cả những cái viên bi còn lại thì chúng ta sẽ được cái bạn làm cho tất cả những viên bi còn lại, nghĩa là bạn sẽ thực hiện cái việc là sao chép nó. Chỉ những cái này tôi đặt tên là RS1 đi cho phân biệt nó, tại vì mỗi cái chúng ta sẽ làm tương tự vậy. Thật sự gì ha, tôi không còn chỉnh sửa gì nữa. Tôi để nguyên vậy. Đây là cái tôi cho bạn xem cái bài gốc tôi làm rồi nè. Nó như thế này. Ánh sáng hơi giảm xuống tí các bạn, do cái file chúng ta hơi sáng quá. Rồi tôi hơi giảm xuống cái phần hoặc là bạn tăng cái phần ánh nguồn sáng, các bạn cho kéo nó cao lên tí, hiện tại nó hơi hơi gần cái này quá. Tăng lên nè, cái nguồn sáng ta kéo cao lên thì nó sẽ bớt sáng lại, thấy chưa? Nó bớt cái việc mà ánh sáng gay gắt, kéo cao lên tí, cao lên chút nữa, thấy chưa? Nó bớt gay gắt rồi đó, tại nãy nó gần cái những viên bi quá, thấy chưa? Ta kéo cao lên cho nó bớt xa ra tí, gần quá thì nó sẽ có hiện tượng gọi là cháy sáng. Nó thấy chưa? Như là thấy ok rồi ha, viên bi chúng ta nhìn nó bớt bị chói hơn rồi. Rồi thì cái bạn làm hết tương tự vậy cho toàn bộ tất cả viên bi còn lại bằng cách là bạn, tôi đặt cái tên là RS1 ha, tôi giữ control tôi lôi ra,
đó. Thì bạn lôi tất cả như vậy tới 14 lần, 13 lần. Thì sau đó bạn lít vào đây, bạn nhấp vào chuột trái vào đây, bạn thay đổi cái chất liệu. Giả sử như đây là 1 đúng không? Tôi sẽ lôi cái viên, cái này tôi lôi số 2 đi. Tôi sẽ lít vô đây. Bạn mở lên ra cái số 2, bạn lôi vô cũng được các bạn. Hoặc là tôi đấu tiêu rồi, tôi chọn số 2, quả bóng số 2, thấy chưa? Thì nó sẽ ra quả bóng số 2. Tôi tắt đi và tôi coi số tự trên đây, số 2 là số nào, tôi sẽ lôi vào. Nó đây số 2. Tương tự vậy chúng ta sẽ làm hết tất cả những cái số, nhớ phải đặt tên ha, thôi chúng ta làm mà chúng ta quên. Đây là số 3. Rồi tương tự như thế các bạn. Mở cái phần note lên thì bạn thay đổi cái chất liệu trong đây thôi. Chọn số 3. Sau đó bạn sẽ lôi vào số số 3 đâu tiêu rồi. Rồi số 3 đây. Thấy chưa, nó sẽ thêm từng số. Bạn cứ như thế làm từ từ đi, làm hồi hết những cái này thôi. Tôi tạm dừng tí để tôi thêm hết đi để tránh mất thời gian các bạn. Nãy giờ tôi thêm cũng được một khá không nhiều cái chất liệu này. Tôi còn một vài chất liệu nữa. Tôi lôi đây số 4 nè. Tiếp tục số 15. Ta cứ làm tập làm từ từ đó bạn. 15 rồi 13. Rồi số 14 nữa. Rồi xong. Tôi đã thêm hết tất cả những cái chất liệu cho 14 cái viên viên bi này rồi. Rồi sau khi xong được gì rồi đó thì... tôi nói thêm một cái phần này nữa cho kết thúc video này nha. Thì như các bạn đã biết, trong phim Affordi chúng ta có cái bậc cái gọi là độ sâu trường ảnh đó bạn. Độ sâu trường ảnh nghĩa là cái những đối tượng nào nằm trong cái độ sâu trường ảnh đó thì nó sẽ là rõ nét, còn những cái nào nằm ngoài thì nó sẽ là mờ. Nó mờ bạn, thì có thể là ở trước mờ hoặc là ở phía sau mờ, thì chúng ta sẽ rõ nét ở giữa thôi, ở ngay chân vị trí mà của cái độ sâu trường ảnh đó. Rồi thì ở trong trong Redshift nó cũng có chức năng tương tự vậy. Nghĩa là bên cái phần mềm Simafody chúng ta sẽ có cái đó gọi là cái này nè bạn. Bạn sẽ tùy chỉnh cái phần gọi đây nè. Cái này mà focus á, tiêu điểm á, tiêu cự á. Thấy chưa? Giả sử giờ tôi sẽ tùy chỉnh cái f-stop, nghĩa là khẩu độ trong cái nhiếp ảnh á hay là trong quay phim cái gì, thì các bạn thường hay nghe ba thông số quan trọng nhất là ISO, khẩu độ, tốc độ. ISO, khẩu độ, tốc độ. ISO là cái mà tôi vừa chỉnh cái camera nãy, là tùy chỉnh cái độ sáng của nó bạn. Đây là ta chỉnh gọi là cái ISO. ISO đây. Bên Simafody cũng có, bên Redshift cũng có. Khẩu độ và tốc độ. Tốc độ thì là cái shutter nè bạn, shutter time nè, thì nó thường áp dụng cho cái việc mà tạo chuyển động nhà, motion blur các bạn. Còn cái phần khẩu độ thì nó quyết định cái độ sáng tối và cái độ sâu trường ảnh. Những cái đối tượng nào nằm ngoài độ sâu trường ảnh thì nó sẽ bị nhà, bao gồm ở phía trước hoặc là phía sau độ sâu trường ảnh. Thì bây giờ tôi giả sử tôi cố tình tôi giả lập, tôi làm thử cho cái phần khẩu độ nó rất là nhỏ. Mặc định cái này nó đang ở 8 nè bạn, do chức năng tôi bật chức năng override ghi đè rồi. Thì nó đang 8. Số 8 là cái số mà đang thực hiện việc khép khẩu. Khép khẩu nên cái nó rất là rõ từ phía sau, từ phía trước ra phía sau luôn. Chúng ta thực hiện cái việc mở khẩu. Mở khẩu nghĩa là cho cái số này nhỏ lại. Ta cho nó thử là 1. Hình như có cái gì đó nó sai sai. Hình như cái độ sáng nó quá cao hay gì đó. Nếu cái độ sáng quá cao thì ta giảm ISO xuống coi. Đúng rồi, do cái chúng ta thực hiện cái việc mở khẩu là 1, nó quá cao đi, nó quá nhỏ, quá mở khẩu nên cái ISO này nó làm ra ảnh chúng ta rất là cháy sáng. Ta sẽ giảm nó xuống 0.2. Không được. Nó đang thực hiện cái việc ghi đè. Giả sử giờ tôi thực hiện cái việc là chỉnh bên camera đi. Rồi. Tôi cho nó là... tôi cố tình thực hiện cái việc là cho mở khẩu để cho nó nhẹ đó. Mà nó chưa nhẹ thì có thể là do bên cái tôi chưa bật cái này. Độ sâu trường ảnh ở phía trước và phía sau. Bạn thấy chưa? Mặc định nó cũng vẫn rõ nét à. Thì chúng ta phải chỉnh lại cho nó mờ lại bạn. Thì chỉnh nó nhẹ lại. Do chúng ta cái focus distance nè. Hiện tại nó đang số này rất là lớn. Chúng ta phải giảm xuống để cho nó có hiện tượng là bị nhẹ. Nghĩa là độ sâu trường ảnh nó sẽ mỏng lại. Bạn những bạn nào chưa biết lý thuyết về những cái vấn đề tôi vừa nói thì có thể lên trên mạng tìm hiểu ISO, khẩu độ, tốc độ, độ sâu trường ảnh. Ha, những cái khái niệm đó, tiêu cự nữa.
thì các bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì ha. Rồi bạn có thể chỉnh bên camera hoặc là chỉnh bên red shift, cái nào cũng được, tương tự nhau thôi. Giờ tôi muốn cho nó nhẹ thì tôi sẽ chỉnh cái này nhỏ lại, hoặc là tôi ở đây nó sẽ có hai chức năng để lấy nét các bạn, focus. Một là bạn lôi cái đối tượng nó vào đây, nghĩa là tôi có thể chọn bất kỳ một cái viên bi nào đó tôi lôi vào đây thì nó sẽ rõ nét. Hai là bằng cách là tôi lít cái mũi tên này vào cái đối tượng đó thì đối tượng nó sẽ rõ nét. Tôi làm thử nha. Giả sử giờ tôi muốn rõ nét cái viên số 1 thôi, thì tôi lôi cái viên số 1 vào đây. Bùm. Rồi bạn sẽ thấy nè. Nói về cái vấn đề mà độ sâu trường ảnh mà rõ nét á, thì tôi quên nói nữa, trong cái phần render nè, chúng ta phải tùy chỉnh cái này, kích hoạt này lên. Các bạn sẽ lưu ý về cái phần này, cái phần sample min max này nè. Thì cái này á, thì chúng ta lấy cái mẫu số này lớn lên, trong trường hợp là chúng ta có trong cái frame, trong cái view chúng ta, trong cái tùy chỉnh chúng ta có sử dụng cái loại độ sâu trường ảnh và motion blur, nghĩa là chuyển động mờ, thì chúng ta sẽ tăng hai tham số này lên, hai tham số cái mẫu lên. Cái phần mềm á, Redshift nó sẽ chọn cái số thấp nhất cho đến cái số lớn nhất. Nó thông minh á, nó sẽ chọn số thấp nhất tới số lớn nhất. Thì cái số nhỏ nhất tối thiểu là tôi cho là 16, tôi sẽ tăng tham số lên thiệt là cao. Max là cho 512. Để cho nó lấy cho phương chính xác. Tiếp theo là cái phần mà cái ngưỡng mà nó lấy cái sai, nội si mà bị sai. Số này càng nhỏ càng tốt. Giả sử như 0.01 tôi chỉnh là 0.03. Xin lỗi. 0. Nãy là 0.1 đúng không? Tôi chỉnh lại 0.03. Số máy tôi quên rồi, Ctrl Z quay lại. Đúng rồi, 52. Hồi nãy là 0.01, tôi sẽ thêm một cái số 0 ở giữa nữa là 0.01 03. Rồi bật lên cho nó render, cho nó mau, nó làm lâu quá. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại nguyên nhân tại sao nó chưa có bị nhẹ hả bạn. Thì thứ nhất ta coi cái phần camera chúng ta, tôi đã chỉnh là nó cái phần mà khẩu độ nè, nó đã mở khẩu rất là nhiều rồi, số 1 là đã mở khẩu rất là nhiều, mặc định là số 8 tôi chuyển thành số 1 là mở khẩu rất là nhiều, nó phải bị nhẹ. Thì tại sao đây nó chưa nhẹ? Thứ nhất tôi kiểm tra bên phần Cinema 4D, chúng ta phải bật chức năng là option hoặc chức năng là Deep of Field. Bạn thấy chưa? Deep of Field tự động nó sẽ là bật lên cái việc mà độ sâu trường ảnh. Do nãy chúng ta chưa có chọn cái tùy chọn này, chưa có bật lên. Thì bạn thấy chưa, nó chỉ rõ số 1 thôi, còn phía sau nó không rõ, nó bị nhẹ. Đó. Rồi. Còn render là một chuyện nè. Render chúng ta muốn có bật lên Deep of Field thì các bạn phải thêm cái phần gọi là Effect Deep of Field này nữa. Lưu ý ha, xem là một chuyện, render là một chuyện khác, chúng ta phải bật cái này lên. Tôi nhắc thêm lại thôi. Rồi giờ chúng ta sẽ quay bên cái phần mềm Redshift chúng ta, tại sao nó không nhẹ. Nó không nhẹ là do cái phần này nè, do camera chúng ta chưa bật cái phần độ sâu trường ảnh. Thì ở đây nó có cái phần độ sâu trường ảnh của cái camera thẻ test nè. Thẻ test bên đây ha, thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là bokeh. Bokeh là cái tạo độ nhẹ đó. Thì ở đây do nó chưa có tùy chọn nên tôi click bật nó lên. Bật nó lên. Thấy chưa? Click cái là tự động nó sẽ có cái độ nhẹ liền. Thấy chưa? Override là ghi đè, enable là kích hoạt lên. Thì bạn sẽ thấy là cái chỉ có riêng cái số 1 này chúng ta rõ thôi, tất cả còn lại bị nhẹ. Do đâu? Do tôi nãy tôi nói các bạn là do ta chọn cái phần mà focus nè. Focus bằng cách là ta lôi cái số 1 vào đây. Thật sự như tôi không muốn số 1 nữa, tôi muốn ở phía sau đây, số này là số mấy tôi hết thấy đường luôn rồi. Số này số mấy? Ta tạm tắt cái nhẹ bên Cinema 4D ha, để tôi coi số 15 nha, tôi muốn rõ số 15. Thì tôi lo cái số 15 vào đây. Thay thế cho số 1. Rồi, thì khi render chúng ta sẽ nhìn lại rõ số 15 ở phía sau. Thấy chưa? Những cái kia nó bị nhẹ. Mức độ nhẹ như thế nào thì bạn chúng ta sẽ chỉnh cái phần stop này. Nếu cái số này mà càng lớn lên thì nó sẽ càng thấy rõ nhiều số, còn cái số này càng nhỏ thì nó sẽ là nhẹ càng nhiều, nhẹ cái do độ sâu trường ảnh nó rất là mỏng. Rồi thì cái cách mà lấy cái điểm rõ nét thì nó là chúng ta bằng cách là chúng ta lôi cái đối tượng nó vào đây. Chúng ta còn một cái cách khác nữa bạn, lia xóa. Rồi
Chúng ta còn một cách khác để lấy rõ nét nữa là cái cách này bạn sử dụng cái dấu mũi tên chỗ này nè bạn. Click vô đây. Bạn muốn rõ nét cái đối tượng nào thì bạn click chuột vô cái đó là nó sẽ rõ nét thôi. Do nãy ta đang bật cái chế độ mà lấy mẫu nó hơi nặng á, ta sẽ tắt cái đó đi. Nè, do ta đang lấy mẫu hơi nhiều, giả sử tôi cho cái này khoảng 128 thôi. Cái việc lấy mẫu này nó rất quan trọng với cái việc mà độ sâu trường ảnh và motion blur chỉ đồng nhà. Lưu ý hai cái này ha, đối với cái đó. Rồi, hiện tại nó đang rõ nét số 15 nè. Giờ tôi refresh lại, tôi bỏ cái này đi thì nó sẽ không có lấy nét gì đâu hết. Thì nó rồi, giả sử là tôi click vào đây nha, tôi hướng dẫn bạn cái cách số 2 để lấy nét focus. Cách số 1 là bạn lôi cái đối tượng vô đây, focus object tôi vô đây. Cách số 2 là bạn click vô cái mũi tên này, bạn chọn bất kỳ đối tượng nào nó sẽ rõ nét. Giả sử tôi chọn vô cái đối tượng số 1 đây nha, tôi click số 1 đây. Rồi thì tự động nó sẽ lấy rõ nét lại số 1. Rồi tôi click vô đây, tôi muốn lấy nét rõ cái số bạn click bên đây cũng được, tôi click thử bên đây có được không nha. Bên đây không click được, chúng ta phải click trực tiếp bên đây. Bên đây chỉ là cái màn hình render review thôi. Thì tôi muốn rõ nét số 11. Thấy chưa? Nó chỉ rõ nét đúng với số 11 thôi. Nguyên cái mặt phẳng theo phương ngang. Lưu ý là độ sâu trường ảnh là cái mặt phẳng dạng phương ngang, nên nó sẽ lấy rõ nét từ 11, 8, 5. Do cái này cùng một cái mặt phẳng theo phương ngang, nó rõ nét, nó càng xa cái mặt phẳng đó thì nó sẽ là càng nhà. Mặt phẳng này nè bạn, bạn tưởng tượng giống như đây là một cái mặt phẳng hay là đường line, thì những cái nào cùng nằm chung một cái mặt phẳng đó thì nó sẽ rõ nét. Còn những cái nào mà ra xa đó, theo xa theo hướng này và ra xa theo hướng này thì nó sẽ là càng nhà, bị mờ các bạn, bị mờ á, lơ. Rồi giờ ta sẽ tới cái gì nữa đây. Chúng ta có thể tùy chỉnh cái bokeh này bằng cái bán kính nè bạn. À, ta tăng cái này lên thì tăng cái bán kính mà làm nhẹ bạn. Hiện tại số 1 là bán kính lớn nhất, bạn tăng lên thì xin lỗi biết không, bạn tăng lên thì nó sẽ là cái việc mà thu nhẹ nó sẽ thu nhỏ lại. Bạn lưu ý cái này ha, đây thấy chưa, bạn tăng lên thì nó chỉ thấy rõ đúng cái mặt phẳng thôi. Ta sẽ giảm, giả sử như ta giảm này xuống số 2. Và tôi cũng muốn lấy cái tiêu cự đang ngay chân số 8 đi. Số 8 nha, thì bằng cách tôi lôi số 8 vào đây. Tôi mất tiêu rồi. Tôi lôi số 8 vào đây nha. Tôi lấy số 8 nha, số 8 làm tâm đi. Rồi tôi muốn số 8 là cái số tượng rõ nét nhất. Tôi sẽ tùy chỉnh cái việc bokeh của nó, nghĩa là nó bị mờ á. Số 8 là rõ nét nhất nha. Rồi cái này số này tôi muốn cho nó đối tượng mờ á, mờ nó sẽ lan tỏa nè. Chỉ có số 8 là rõ nét thôi, còn những đối tượng còn lại nó sẽ mờ nhiều hơn. Bằng cách là tôi tăng cái tham số này. Thấy chưa? Đó, mặc định tôi cho 1 đi. Rồi, còn cái power này là gì? Cái power này nó giống như là cái cường độ nhà của nó. Bạn thấy chưa? Hiện tại lúc mà nó bằng 1 á, thì cái này nó là nó nhìn nó bị nhẹ thôi, nhưng mà một bóng. Nhưng mà khi tôi tăng cái này lên nè, thì nó nhẹ rất là nhiều. Power giống như cái cường độ nhẹ của nó bạn. Mặc định như là số 0 hay số 1 đó, tôi quên rồi. Mặc định là số 1. Nó đây là chúng ta sẽ tùy chỉnh cái độ nhẹ trong cái bokeh này của cái thẻ test camera. Thì chúng ta muốn giống như cái bên cái bài này, bài kết quả chúng ta nè. Chúng ta sẽ có được là cái số 8 này nó chỉ rõ thôi, còn xung quanh thì nó bị nhẹ. Bạn thấy chơi xung quanh nó bị nhẹ, nhẹ ít thôi, thì chúng ta chỉnh cái bokeh là chỉ ít thôi. Đây, thấy chưa, đây là cái bài chúng ta vừa làm. Bạn muốn tăng nhẹ lên thì bạn tăng cái bokeh lên. Cái bán kính nè bạn, bán kính này 1 và bạn canh lên khoảng 3 hoặc là 5 gì đó, thì cái bán kính nhẹ nó sẽ tăng lên. Nhiều quá thì ngay cả số 8 nó cũng bị nhẹ lên. Nên cái này chúng ta khoảng cho khoảng ít thôi bạn, 2 thôi. Rồi thì cái video này là cái video tổng quát, nên nó tương đối là hơi dài để cho chúng ta biết hết cái cơ bản về cái sử dụng Redshift như thế nào. Từ cái ban đầu, từ cái việc mà chúng ta thêm cái camera và tùy chỉnh cái độ sáng cho camera, thêm cái ánh sáng
rồi lấy cái điểm rõ nét nhất là phó cệt, thêm cái thẻ test này, rồi thêm cái tạo chất liệu mới trong Redshift. Coi tùy chỉnh bằng cái node này là chức năng rất là mạnh trong cái Redshift cũng như Octane. Tùy chỉnh cái chất liệu dựa trên những cái node để chúng ta được hình như thế này. Rồi qua video này, video cơ bản đầu tiên về cái phần mềm Redshift thì nó hơi dài. Qua video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từng cái phần riêng biệt của cái phần mềm Redshift này, chất liệu hay là ánh sáng gì đó. Ta sẽ tìm hiểu từng cái phần riêng biệt render setting của Redshift này, nhiều thứ lắm, ta sẽ từ từ tìm hiểu. Video này đây là kết thúc. Tôi là Tú Phan, đứng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.